Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 thì cửa hàng Xuân Đình lại tiếp tục về được những cặp loa bão Nhật phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép về những bộ âm thanh. Thì tùy theo sở thích của các bác cũng như các bác lựa chọn cho mình một cái cặp loa phù hợp với những chiếc âm ly trong tầm tiền. Ở đây thì Xuân Đình không quá quan trọng về cái thương hiệu, mà chỉ quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng của loa cũng như cái giá tiền để phục vụ cho các bác. Thì Xuân Đình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác 4 cặp loa, và các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại của Xuân Đình trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết cho các bác từ cặp loa đắt tiền nhất cho nó dễ đi. Cặp này là cặp Victor, model của nó là GS55. Đây là cái căng. Căng của nó cũng rất là đặc biệt. Cái này nó chỉ có dính tí bụi bẩn thôi nha. Căng của nó thì ở cái viền ngoài này là hai bên, hai cạnh hai bên này là đều có thanh nhôm ép hai bên. Rất là chất, căng đẹp không rách một tí nào cả. Còn đây là cấu hình bên trong của loa. Loa này thì có kích thước chiều cao đạt là 62, chiều ngang là 35 và chiều sâu của loa là 30. Loa 3 đường tiếng, bass 25, một trung 12 và một tép còi. Dòng này thì cấu hình loa thì rất là chất rồi. Nó rất giống so với cái những dòng của Pioneer CF45 hoặc CF700. Nói thật bác là tầm tiền cũng như chất âm của cặp này thì sẽ hay hơn. Bác nào mà đã từng chơi những cái dòng loa Victor mà thùng hom mà chậm thì cặp này nó cũng tương tự. Cái hệ thống thông hơi của dòng này nó cũng rất là dị dạng. Nó là cái thiết kế thông hơi cho kiểu ma trận ở phía bên trong, nên cái tiếng bát của dòng này nó rất là lực. Bát 25, gân của nó là gân vải lụa tẩm dầu màng giấy, một trung 12, một tép còi. Loa này thì có trở khá là 8 ohm, công suất 60W, giải tần đáp ứng từ 42 đến 20.000 Hz, nên cho cái tiếng bát nó xuống rất là sâu. Hai tinh chỉnh trung tép. Loa thì nguyên zin tuyệt đối. Hình thức thì còn rất là đẹp từ đằng trước ra đằng sau. Nhìn góc cạnh. Bộ này của nó là Victor GS55 Japan Limited, là phiên bản sản xuất có giới hạn. Dòng này nó cũng rất ít. Loa rất đẹp luôn. Nó chỉ có chày sức nhẹ vì đây là đồ cũ hết rồi, không phải đồ mới. Chỉ có tí gọi là bong, tí xi để can bên ngoài thôi. Còn thùng không có bể nào gì cả. Cặp này Xuân Đình đang bán mức giá là 4.800.000. Rẻ hơn so với những dòng Pioneer tầm tiền này rất là nhiều. Nhưng chất lượng thì cặp này thì còn chí còn đánh giá cao hơn so với những dòng Pioneer. Hình thức rất là đẹp. Victor GS55, bát 25. Toàn bộ củ kiềng xương đúc, tép còi, hai tinh chỉnh trung tép, giá chỉ có 4.800.000. Những cái dòng loa cỏ này thì nó rất dễ phối ghép về âm ly. Các bác có thể ghép tốt về những dòng Pioneer, Sun Sui, Đờ Lông để ghép với những dòng loa Victor này, và tiếng rất là hay. Tiếp theo sau bên này thì là một cặp Chio theo thùng dáng thon dạng cây, rất là chất, càng cước cũng xuất sắc. Cặp này là cặp Chio GL700, cũng là bass 25, nếu tính cả viền thì nó là bass 28. Con này thì nó thiết kế là 3 lỗ thông hơi nhỏ ở phía trước, một trung 10 và một tép còi. Đấy. Loa thì thương hiệu không nổi tiếng nhưng mà thiết kế thì rất là gấu. Các bác thấy những dòng loa mà sử dụng những tép còi thì nó không phải là những dòng loa rẻ tiền, mà toàn là những dòng loa chất lượng, tiếng rất là hay. Đấy, bát gân của nó là gân vải, màng của nó màng giấy, 3 lỗ thông hơi. Nó thì có chiều cao nó 73. Đấy, chiều ngang của nó là 35 và chiều sâu của loa là 30. Loa 3 đường tiếng, model của nó là Chio GL700, trở kháng 8 ohm, công suất là 80W, Margin Japan. Đấy, giải tần đáp ứng từ 40 đến 20.000 Hz. Loa nguyên zin tuyệt đối, có tí chảy xước nhẹ.
Cặp này thì anh em bình thường bán khá là cao, dao động là từ 5 triệu 8 đến 6 triệu. Nó chỉ có chảy sức nhẹ tí tí thôi. Cái này nó có, đáng lẽ nó có giấy khai sinh ở đây này. Thế nó bị bay mất rồi. Thùng không bể nở. Góc cạnh rất đẹp, chắc chắn. Tép còi, bát 20 năm. Cặp này xuất đỉnh đang bán mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Loa rất chất và nguyên zin tuyệt đối, giá thì chỉ có 4 triệu đồng thôi. Chiêu zin là 700. Phần sau bên này thì là một cặp loa nữa, cũng là cặp loa Nhật của hãng Technic. Đây là cặp Technic SB4500, bát 20 năm và một cấp giấy, căng cước thì cũng đẹp xuất sắc rồi. Thông của dòng này thì nó rất là cao to. Loa này có chiều cao là 63. Đấy, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30. Sử dụng là một bát 20 năm, một tép giấy. Đấy, lỗ thông hơi phía trước. Cặp này thì xuất đỉnh đang bán mức giá là 2 triệu 7, bát 20 năm nhé. Viền chỉ đỏ, gân vải màng giấy. Loa zin tuyệt đối. Góc cạnh của cặp này thì rất là đẹp. Loa thì không phải là loa đắt tiền, nhưng mà ngược lại thì cái hình thức của loa rất là chất lượng. 6 ohm, 75W một loa, made in Japan. Dưới là cầu loa. Đây là chiếc loa bên cạnh. Loa nguyên zin tuyệt đối và đã test hoạt động tốt. Góc cạnh thì xuất sắc. Technic SB4500, mức giá là 2 triệu 7. Cặp loa rất là chất đẹp từ cái căng cho đến tuyến loa, góc cạnh thùng. Dưới chân thì nó chỉ có chảy sữa nhẹ tí là vì do vận chuyển, cũng như dòng này thì cái nút xì đề cao bên ngoài nó chỉ hơi bỏng tí, nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà vẫn phải chỉ rõ để các bác biết. Còn thùng thì chất lượng. Loa test hoạt động tốt, giá thì lại rẻ, 2 triệu 7. Còn cuối cùng thì đó là cặp loa Sony. Năm nay thì thùng gỗ màu vàng nhìn rất là sang trọng này, căng cước cũng xuất sắc, không có điểm chê. Loa cũng rất là chất luôn. Còn này thì thiết kế là 2 bát 20, một tép giấy, thùng gỗ màu vàng. Đó này là loa Sony SF1250, 2 bát 20, một tép giấy. Loa này thì cũng có chiều cao đạt là 63. Đấy, chiều ngang của loa là 25 và chiều sâu là 27. Góc cạnh thùng thì xuất sắc, màu vàng đẹp nâng kem. Loa có trở khá là 8 ohm, công suất 40W của loa. Góc cạnh thùng thì không có điểm chê, chỉ có tí bụi bẩn thôi. Cái Sony này xuất đỉnh cũng bán giá là 2.700.000 đồng. Hình thức đẹp. Những cặp này thì rất dễ phối ghép với âm ly, các bác cứ ghép cho Xuân Đình vào những dòng Pioneer cỏ như 7.000, 7.900 hoặc 8.800, đánh những cặp loa này thì rất là tuyệt vời rồi. Đây là 4 cặp loa mà Xuân Đình vừa giới thiệu chi tiết cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay. Giá thành cũng như chất lượng sản phẩm thì Xuân Đình có tả chi tiết. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại của Xuân Đình ở trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.